Vì sao? Vì tánh bậc dự lưu cho đến tánh của Như Lai chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đây tánh danh tự giả tưởng thiết lập ngôn ngữ, thuyết giảng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh danh tự giả tưởng thiết lập ngôn ngữ, thuyết giảng, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đây tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi, bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đây tánh giai đoạn đầu giữa sau bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh của giai đoạn đầu giữa sau, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đây tánh của hoặc qua hoặc lại hoặc đi hoặc đứng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh hoặc qua hoặc lại hoặc đi hoặc đứng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đây tánh hoặc chết hoặc sống hoặc tăng hoặc giảm bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh hoặc chết hoặc sống hoặc tăng hoặc giảm chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đây tánh trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện, sắc cho đến thức, trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây sắc cho đến thức, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, nhãn xứ cho đến ý xứ trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sắc xứ cho đến pháp xứ trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, nhãn giới cho đến ý giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhãn giới cho đến ý giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sắc giới cho đến pháp giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây sắc giới cho đến pháp giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, nhãn thức giới cho đến ý thức giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhãn thức giới cho đến ý thức giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, nhãn xúc cho đến ý xúc trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhãn xúc cho đến ý xúc chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc.